Giới thiệu với bạn, mình đang có một bộ tuýp thanh lý. Bộ này là của hãng Elora, mã số của nó là 870TTXU. Bộ đầu tuýp sao, đầu sao này, đầu vuông 3/8 ha, sản xuất tại Đức luôn, hãng Elora. Bộ này hôm nay mình sẽ thanh lý. Mỗi một buổi sáng sẽ có một bộ thanh lý, mỗi một buổi sáng sẽ có một vài món đồ thanh lý. Các bạn cố gắng đón xem vào buổi sáng. Cái hộp như vậy, hộp này là hộp sơn tĩnh điện, nó hơi nhám nhám về mặt như thế này, giống như kiểu đồ trong phòng thí nghiệm vậy. Kích thước của nó vào khoảng 220 110. Đó, mình chỉ biết kích thước để mình bạn ước lượng thôi, hoặc là tôi để kích thước ở đây cho bạn sẽ ước lượng được, giống như kiểu khảo cổ học vậy đó. Rồi. Bộ này là đầu này là đầu vít sao, đầu sao mà đầu sao có lỗ, dùng cho anh em thợ sửa máy sẽ sử dụng nhiều cái này. Đó, đầu tiếp này là tiếp đầu vuông, chỗ này là đầu vuông 3/8 inch. Như vậy tất cả các đầu ở đây đều là vuông 3/8 inch hết. Thì trên đây nó sẽ có thêm một cái cây cần tự động. Đây. Cần tự động này là cần tự động đầu vuông 3/8. Đó, mình đảo chiều mình gạt ở đây. Cái cán của nó là cái cán hai màu kiểu chuẩn Quattrolite của Elora, hai màu đen đen vàng như thế này. Giống như kiểu màu cờ của và quốc gia vậy, sản xuất tại Đức luôn. Thì cây này nó sẽ đi được với 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cái đầu vít sao mà có lỗ nha, này rất là đặc biệt. Thì những người sử dụng sửa máy thì mới hay dùng đến cái loại đầu sao có lỗ này. Thì lúc bây giờ bạn sẽ có một con vít để chính giữa con vít, đầu vít sao nó sẽ có một cái nó gọi là cái gì ta, cái chân lòi lên chính giữa, cái chân nó sẽ đi vào đúng cái lỗ này. Thì đó là đối với các cái vít mà nó nằm ở các vị trí quan trọng thì người ta làm cho nó trở nên rắc rối như vậy, để phải người thợ chuyên dụng, chuyên nghiệp thì mới có thể can thiệp vào đấy được. Thì nó sẽ đi với một cái đầu tay vặn như thế này, đảo chiều. Thì bộ này giá chiều khuyến mãi là 6,5 triệu và giá thanh lý 4,2 triệu. Như vậy khi các bạn gọi cho số điện thoại thì mã hàng thanh lý, các bạn nhớ nhắc cái tên mã hàng thanh lý. Còn nếu các bạn mua bình thường thì mã của nó sẽ là như vậy, 870TTXU. Rồi, TTX thì có nghĩa là loại có lỗ. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều size. Cụ thể thì các bạn có thể tra ở trong website của bên mình có chi tiết, bao gồm từ T bao nhiêu tới bao nhiêu. Bình thường đây T nhỏ nhất ở đây sẽ là T9, TTX9. Và lớn nhất ở đây sẽ là TTX45. Nhiều người cứ hay nhầm lẫn với cái đường kính của cái này, không phải đâu, mình chỉ cần đọc là TTX thôi, 45 thôi là người ta sẽ biết được theo tiêu chuẩn của Mỹ nó nghĩ ra thì cái size này nó sẽ là bao nhiêu. Cái này hiện tại là 6 cánh này, rồi độ cong, độ rộng của từng cánh này nó như thế nào, nó theo tiêu chuẩn của Mỹ. Thì các bạn không quan tâm, mà đọc đúng cái TTX này thôi là người bán hàng sẽ cung cấp được cho các bạn cho đúng. Còn đôi khi mình nghĩ mình đo đường kính của cái này, đường kính của cái kia thì về có thể nó sẽ sai, đường kính đúng nhưng có thể cái đường vị trí của các cánh mở nó ra nó sẽ sai. Thì các bạn luôn luôn dùng cụ đồ nghề hay là đồ hay là đầu vít cũng vậy, người ta sẽ có cái mã này, mình đọc cái TTX thôi bao nhiêu, TTX 45 là người bán sẽ bán cho bạn đúng 50, về vị trí có thể sai, lớn nhất là 50 nha các bạn, vị trí để bị sai. Rồi tổng cộng mình có bao nhiêu chi tiết, đây nó có một cái thanh nối dài. Nối dài trong trường hợp các bạn vặn crop nó nằm ở trong cái hẻm hóc gì đó thì nó sẽ có một thanh nối dài như thế này. Đó. Ok. Tất cả đây đều đầu vuông 3/8 hết, nhưng mà thiếu cái size nào trong đây các bạn cũng có thể bổ sung theo đúng cái size đầu vuông 3/8 là được. Đó, hoặc là các bạn gắn trực tiếp vào đây như thế này. Ok. Ở đây nó có một cái lỗ. Lỗ này nó đúng 3/8 luôn, thì các bạn có thể dùng thêm một cái tay vặn chữ T để các bạn vặn được. Thì trong một vài video trước mình đã có giới thiệu rất là chi tiết về cái này rồi. Cái này có chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng đầy đủ cho các bạn, mới 100% và giá thanh lý 4,2 triệu. Hàng sản xuất tại Đức, không phải hàng giờ, cho nên là cơ hội để anh em có thể sở hữu, anh em thợ có thể sở hữu một bộ đồ xịn, thực sự xịn, thì nó sản xuất tại Đức luôn. Còn mình đã tham quan nhà máy Elora 2-3 lần gì đấy, thì đi cũng họ cũng cho mình tham quan cái khâu sản xuất cái socket này. Hầu hết ở đây đều là handmade hết, là làm thủ công,
Người Đức người ta đặc biệt là quan tâm đến sản xuất thủ công thì nó đẹp, nó tỉ mỉ, đo từng cái một. Thì nhiều người hay hỏi mình là cái khí này dùng để làm gì này, cái khí thẳng này cái câu hỏi rất là hay, rất là thú vị. Cái này người ta cắt khí này để trong trường hợp bạn vặn sơ ban đầu đấy, bạn vặn bằng tay cũng được. Còn nếu mà đây nó để anh trơn như này thì bạn vặn nó sẽ khó. Hầu hết tất cả các socket người ta đều phải cắt cái khí này để khi bạn vặn nước thô ban đầu mà khi nó vẫn chưa có chịu lực ấy, thì tay mình ra vào đây nó được, mình cầm được. Cả socket này cũng vậy, đó, người ta cắt cái khí này để bạn vân mê bạn vặn bằng tay gì được, nó bám hơn. Cứ để trơn như thế này thì nó sẽ không chịu, sẽ khó cầm. Khi nhất là khi nó có dầu mỡ nó khó cầm. Thì cắt khí này mục đích để bạn vặn bằng tay thôi. Thô ban đầu. Khi bạn ra lực thì bạn sẽ dùng cái cây này, nó sẽ tiện hơn, tay đòn nó lớn hơn, dài hơn. Rồi bộ này ha, các bạn đọc đúng mã chưa, giá chưa thanh lý là đã chưa giảm giá là 6,5 triệu. Bạn lấy tại đây, tại showroom này giá là 4,2 triệu, và số lượng thanh lý đợt này chỉ có 2 bộ thôi.